Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2019 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng và tin cập nhật. Trong phần 2 là bản tin tổng kết kinh tế tuần qua. Để mở đầu thanh trang kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Reuters đưa tin đặc phái viên Hoa Kỳ tại Triều Tiên sẽ tới Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần này để phối hợp các nỗ lực nhằm bảo đảm phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Sáu. Ông Stephen Biegun sẽ có mặt ở Nhật Bản từ thứ Hai đến thứ Ba và tại Seoul từ thứ Ba đến thứ Năm, Bộ Ngoại giao cho biết. Tin tức về chuyến đi của ông Biegun được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói sẽ sẵn sàng nói lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ với Hoa Kỳ và sẽ ngừng thử nghiệm tên lửa ngay sau cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn Quốc vào cuối tháng này chính quyền Trump đẩy mạnh bán máy bay chiến đấu cho Đài Loan, khiến Trung Quốc phẫn nộ. Chính quyền Trump đang đẩy mạnh việc bán 66 máy bay chiến đấu F-16 trị giá 8 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan, một động thái dự kiến sẽ gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ vốn đã phức tạp giữa Bắc Kinh và Washington, theo SCMP. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio, Florida đã ca ngợi chính quyền Hoa Kỳ vì đã thúc đẩy thỏa thuận này. Ông nói trong một tuyên bố rằng đó là một bước quan trọng để hỗ trợ các nỗ lực tự vệ của Đài Loan với việc Trung Quốc xây dựng quân đội để đe dọa chúng ta và các đồng minh của chúng ta Quân Giải phóng Nhân dân đang nắm hàng ngàn hỏa tiễn vào Đài Loan và khai triển chiến đấu cơ dọc theo eo biển Đài Loan Điều quan trọng hơn bao giờ hết là Đài Loan cần sự hỗ trợ để bảo vệ mình Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz cho biết Kỷ lục tăng trưởng công ăn việc làm suốt 113 tháng ở California Hoa Kỳ Tăng trưởng việc làm của California hiện đang ở tháng thứ 113, đạt mức kỷ lục dài nhất kể từ sau cuộc đại suy thoái. Các quan chức công bố hôm thứ Sáu. Bàn đồng dân nhất của Hoa Kỳ cần từ 8.000 đến 9.000 việc làm mới mỗi tháng để theo kịp lực lượng lao động ngày càng tăng. Nhưng trong 9 năm qua, California đã có trung bình 29.200 việc làm mới mỗi tháng. Theo số liệu được công bố hôm thứ Sáu của Bộ Phát triển Việc làm của tiểu bang hơn 3.2 triệu việc làm California đã thêm từ năm 2010, chiếm hơn 15% số việc làm của đất nước trong thời gian đó. Thứ sáu, tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang đã giảm xuống 4.1% trong tháng 7, với mức thấp kỷ lục được thiết lập đầu tiên vào năm 2018.